Cụ thể, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm do các đơn vị điều trị thực hiện đối với các bệnh nhân nhập viện, có 29 trên 51 bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm được lấy tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12, có một mẫu bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, có trong pate gan. Qua quá trình điều tra và kết quả kiểm nghiệm đối với các mẫu bệnh phẩm, thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kết luận, đủ căn cứ để kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn trên 30 người một vụ sau khi ăn bánh mì thịt xảy ra trên địa bàn thành phố Hồng Ngự. Việc ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella có trong pate gan do cơ sở Hồng Ngọc 12 tự sản xuất là một trong những thành phần để làm bánh mì thịt. Trước đó, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 8, sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 12, có nhiều người phải nhập viện điều trị với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Đến chiều ngày 15 tháng 8, trong tổng số 149 ca nhập viện điều trị do ngộ độc thực phẩm, đã xuất viện 142 ca, còn 7 ca đang tiếp tục điều trị. Hiện tại, tình hình sức khỏe của tất cả các ca nhập viện đều ổn định.